trốn Kim Lý, Hồ Ngọc Hà công khai tình tứ cùng trai đẹp giữa đêm. Những hình ảnh của Hồ Ngọc Hà và trai đẹp này khiến nhiều người chú ý. Mới đây, Hồ Ngọc Hà thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh đi dạo đêm với một chàng trai trẻ không phải Kim Lý. Tưởng chừng là ai xa lạ, hóa ra chàng trai này chính là Nu Phước Thịnh, người em thân thiết của Hồ Ngọc Hà. Những hình ảnh Hồ Ngọc Hà và Nu Phước Thịnh đi dạo đêm khuya chính là hậu trường của MV Ai Chung Tình Bằng Cô Đơn đã được ra mắt trước đó không lâu. Những cảnh quay thân thiết, ngọt ngào giữa hai chị em khiến người xem vô cùng ấn tượng. Như đã công bố trước đó, Nu Phước Thịnh chính là vị khách mời đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nữ ca sĩ sẽ không còn đơn độc trên sân khấu một mình như những đêm diễn trước đó mà đã có sự đồng hành của Nu Phước Thịnh. Cả hai sẽ cùng thăng hoa trong các ca khúc về tình yêu, cũng như chia sẻ đến khán giả những câu chuyện thú vị bên lề. Như đã công bố trước đó, Nu Phước Thịnh chính là vị khách mời đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nữ ca sĩ sẽ không còn đơn độc trên sân khấu một mình như những đêm diễn trước đó mà đã có sự đồng hành của Nu Phước Thịnh. Cả hai sẽ cùng thăng hoa trong các ca khúc về tình yêu, cũng như chia sẻ đến khán giả những câu chuyện thú vị bên lề. Trả lời nam ca sĩ, Hồ Ngọc Hà cho biết, chết dở thế bài có cần kèm làm bài tập không? Màn tương tác đầy hài hước của cả hai trên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi thích thú. Hóa ra năm xưa đi học, Nu Phước Thịnh cũng không ít lần dưới trung bình những môn học bài như ai. Vừa qua, Hồ Ngọc Hà và Nu Phước Thịnh đã bắt tay cùng nhau trong sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ai Chung Tình Bằng Cô Đơn. Đã khá lâu không hợp tác cùng nhau trong một ca khúc, thế nên Ai Chung Tình Bằng Cô Đơn sau khi được ra mắt đã nhận được hiệu ứng rất tích cực từ người nghe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.